Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các địa phương yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra, sửa chữa các vị trí vỉa hè bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho người đi bộ, không để nhếch nhác xuống cấp. Sự phối hợp của người dân và chính quyền địa phương để giúp công tác chỉnh trang đô thị ngày một nhanh hơn, ghi nhận tại quận Phú Nhuận. Thưa quý vị, chỉ hơn 2 tháng thi công thì dự án cải tạo vỉa hè của đoạn đường Phan Xích Long Hoa Phượng đã đạt được đến hơn 70% tiến độ. Và nhờ rất nhiều những nỗ lực thì dự kiến là khoảng hơn 2 tháng nữa thôi, ở đây sẽ hình thành một phố ẩm thực sầm uất với tinh thần là nhà nước và nhân dân cùng cải thiện môi trường. Người dân đóng góp là 30% trên cái giá trị là xây lắp và thuế. Cái đuôi dự toán gì thì là đó phần ngân sách đóng góp theo cái số mét vuông nhân lên và mét dài nhân lên. Thì tới nay như vậy là có người dân ở 3 phường 1, 2 và 7 thì cũng đã thực hiện cái đóng góp này đạt cái mức thông báo ban đầu. Dự án có tổng vốn hơn 14,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động từ các hộ dân mặt tiền đường trực tiếp hưởng lợi từ dự án là 2,7 tỷ đồng. Đóng góp là khoảng gần 10 triệu. Đấy. Nhưng để đầu tư được cái vỉa hè đẹp như thế này thì là rất giá trị. Cái vỉa hè này nó không phải là đi 1-2 năm mà có thể còn nhiều năm sau này nữa. Nó vẫn sang trọng, nó vẫn còn đây. Cho nên là với về mặt cá nhân tôi cũng như mọi người đây là rất phấn khởi. Đầu tư kinh doanh thì cũng sẽ phát triển hơn cho công ty, tại vì sẽ có nhiều người đến tham gia cái con đường này và cũng sẽ biết cho công ty hơn. Công khu vực của quận nên công ty đã bố trí thời gian thi công đa phần vào ban đêm, tập trung cho 3 ca thi công từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, cố gắng để bù lại những cái thời tiết mà trong mùa này đang mưa bão bằng mọi giá để hoàn thành trước lễ 2 tháng 9. Vỉa hè cảnh quan được cải tạo, tổ chức khai thác hợp lý sẽ phục vụ cho phố ẩm thực Phú Nhuận dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới. Thời điểm này không chỉ có trên công trường hối hả, chính quyền và các hộ kinh doanh cũng đã phối hợp hoàn thành nhiều chương trình tập huấn. Ở đây là sẽ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách đến thưởng lãm ở cái phố ẩm thực này. Do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật an toàn giao thông ở khu vực này là phải được đặt lên hàng đầu, cũng như là còn các cái nội dung khác. Chúng tôi cũng đã tập huấn, ví dụ về xử lý rác môi trường, đảm bảo môi trường đô thị, tập huấn cho đội ngũ mà phục vụ, làm sao để chúng ta đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh cốt lõi của đề án phố ẩm thực là vừa kinh doanh sầm uất, vừa giao thông thuận lợi, không gây ùn tắc, mất trật tự các tuyến đường khác quanh khu vực. Lúc này sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và người dân trong khâu tổ chức khai thác chính là lời giải hiệu quả nhất.